Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay em có đến đây để ghi hình và báo giá dùm cho khách hàng 4 con bò nha anh chị. Để trước mắt cô chú anh chị của bạn là những con bò cái, phải gọi là về ngoại hình thì khá là hợp lệ. Đây anh chị, tròn trịa đầy đạm, chân móng đi đứng thì hoàn thiện, rất là đầy đạm luôn hả anh chị. Như con này thì nó mới tầm 8 tháng bò thôi, 8 tháng bò thôi, mà cái khoảng cách đứng xa xa ra để cho anh chị chúng ta hình dung ha. Đây, còn như con anh ghét này thì nó khoảng tầm 12 tháng. Còn hàng một cái Polaxin này thì con này khoảng tầm 14 15 tháng nè. Đẹp lắm, kiểu mẫu lắm. Còn con này thì còn con này khoảng tầm 10 10 11 tháng nè. Ú mềm mà mấy con bò nhìn ú lật đã lắm anh chị, vậy thấy không, từ rúng yếm, từ chân móng ngoại hình đó, mấy con bò rúng yếm, chân móng, giò cẳng, đi đứng, nói chung là hoàn thiện nha. Như một cái tơ này khoảng tầm 10 11 tháng rúng yếm anh chị thấy không. Chân móng sọ, con này thì em đang báo giá cho anh chị với cái mức giá phải gọi là anh chị có thể mua về để mà mua về làm một cái nền rất là cân đối luôn ha. 18,5 triệu, 18,5 triệu dầu yếm cấp mình, đòn dài rúng yếm thôi khỏi chê, giò cẳng xương sóc, sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh nha anh chị nha. 18,5 này, chiều cao của con bò này khoảng tầm 1m3 mấy, bò này khoảng 14 15 tháng bò, anh chị mua về giờ về 2-3 tháng nữa bắt đầu mình phối được ha. Như con này rất là đồng thủ đồng dĩ luôn. Con này chiều cao của nó khoảng tầm 1m32 tại sao khu anh chị. Đây không. Đấy. Còn như con này ú mềm luôn anh chị ơi. Bò nó mát sữa dữ lắm. Bò này mà anh chị mà mua về nuôi con thì thôi xác định luôn. Nhìn thấy cấp mình nó rộng không? Mát sữa rúng yếm thì thôi lạch bạch luôn. Con này thì khoảng tầm 10 11 tháng bò anh chị. Con này khoảng tầm 1m23. Tại sao khu khoảng 1m23. Chốt giá cho anh chị con này có giá 17,5 triệu. 17,5. Bò này mềm mập luôn, mập lúc luôn. Mấy con bò này nó mát sữa, hồi nhỏ nó đã mát sữa sẵn rồi. Lớn lên cái anh chị thấy cấp mình của nó không? Nó đặc. Nó đầy đạm. Nè. Sùng sình. À, mấy con bò này anh chị mua về anh chị nuôi đâu có sợ, rất là mát sữa luôn ha. Cho nên giò cẳng móng, chân móng rồi đẹp hết. Chốt giá anh chị 17,5 triệu. Còn bò cái anh gút này anh gút này thì nói về chân móng, nói về rúng, nói về ngoại hình của con bò này thì anh chị thấy đòn khá là dài, dầu yếm tốt đó. Như con này đang chốt giá cho anh chị giá 19,5 triệu, 19,5 triệu nha. Khoảng 1m20, 1m25 tại sao khu. Con này khoảng 13 tháng anh chị. 12 13 tháng bò. 1m25 tại sao khu, bò cái tơ anh chị nha. Đó, mập lúc luôn. Con bò này về nuôi mát sữa dữ lắm. Chị coi. Bóng dợn ha. Và cuối cùng thì đây có một con bò cái tơ lứa.
con này khoảng tầm 8 tháng bò. À, ngoại hình dầu yếm anh chị khỏi chê. Con này chốt giá anh chị 12 triệu. Bò gần cả thước 2 bò. Con này 1m18 nha anh chị. 1m18 tại sao khu. Bò này 1m18 tại phía sau khu. Chốt giá cho anh chị 12 triệu. Một cái mức giá khá hợp lệ để cho anh chị mua về nuôi. Làm một cái nền ha. Rúng yếm nè. Giò cắn. Rất là ok. À, rúng chèn nha anh chị nha. Đó. Rồi thì bây giờ em cũng xin kết thúc video đây. Và hẹp lại bà con cô bác anh chị ha. Từ những hình ảnh, những cái thông tin và giá cả em đều cập nhật đầy đủ. Rất là mong sớm nhận được gọi từ bà con cô bác cũng như quý anh chị em gần xa. Thì bây giờ em xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại bà con cô bác cũng như quý anh chị ở video kế tiếp.